Mình nghĩ cây sắt, ke với vít trong cây nhựa ấy chắc nhanh rỉ. Dạ, mình đầu tư chi phí để làm một công trình khá lớn như thế này thì việc lo lắng cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng mà anh chị ơi, nếu mà nhanh rỉ và không an toàn thì làm sao mình dám làm, đúng không? Dù yêu thích cái đẹp nè, thích giàn tre phong cách gỗ, nhưng mà an toàn thì luôn phải đặt lên hàng đầu. Đây là dòng lam gỗ nhựa nên trọng lượng nhẹ hơn khá nhiều so với gỗ tự nhiên. Chưa kể bên trong được làm rỗng nữa. Nên việc bắt bát sắt, vít chịu lực hay không á, thì Kim Hoa khẳng định là được nha. Chưa kể đây là sắt mạ kẽm, nếu không có vết hàn cắt thì sẽ không rỉ nhanh đâu. Anh chị thợ đã làm lâu năm xác nhận giùm Kim Hoa với nha. Công trình này sử dụng vài chục năm cũng vô tư luôn. Còn thắc mắc gì về dòng lam trụ Kosmos thì cứ để lại bình luận ở bên dưới. Kim Hoa sẵn sàng giải đáp ở những video tiếp theo. Cảm ơn đã theo dõi video. Tôi là Kim Hoa đến từ Kosmos Việt Nam. Kosmos vừa tốt lại vừa bền.